cuộc họp báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2020 làm rõ thêm nhiều vấn đề trong vụ án đốt nhà trọ khiến 3 người thiệt mạng xảy ra tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020. Những thông tin từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy mức độ man dợ trong tội ác của nghi phạm Phan Văn Quang, tên thường gọi là Chín, 55 tuổi, một người bán trái cây có mối quan hệ với nữ nạn nhân 35 tuổi. Theo lời khai ban đầu, khi đứng ngoài cửa phòng trọ khóa bên trong, với dã tâm giết người, Quang đã dùng bùn đất be bờ để nắn dòng chảy cho xăng chảy vào phòng trọ, hòng giết người đến cùng. Những vật dụng có liên quan trực tiếp đến vụ án, chẳng hạn như là cái xe gắn máy, là cái xe của đối tượng đến đó, đưa đến đi đến đó. Cái can nhựa là nghi vấn là có đưa xăng đến đổ, và cái quẹt ga là để trong cửa đốt, và dấu vết bùn. Thì ở đây là qua khai thác cũng biết được là do cái đối tượng muốn đổ cái xăng chảy vào nhà, bởi vì cái này là cửa khóa bên trong, đối tượng không vào nhà thì đứng ngoài đốt, thì để mà đổ xăng nó chảy được vào nhà thì phải lấy cái bùn đó be vào, để khi mà đổ xăng vào đấy thì nó chảy vào nhà, nó tràn trở lại. Xăng thì đối tượng không phải đi mua trực tiếp ở ngoài cây xăng để đổ vào can, bởi vì do sau khi vụ án xảy ra chúng tôi cũng là phát hiện trong cây xăng có bán xăng để tìm đối tượng, nhưng mà sau khi làm rõ thì đối tượng đã rút xăng từ ở xe gắn máy của đối tượng đó, rút hết và bỏ can và đưa vào đổ. Như truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 12 tháng 6, một vụ cháy xảy ra ở phòng trọ số 10 tại địa chỉ số 505 tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ này có 3 người đã tử vong, gồm một phụ nữ 35 tuổi và hai thiếu niên 13 và 15 tuổi, trong đó người phụ nữ làm nghề buôn bán trái cây tại chợ cây Gia Xà gần đó. Hai nạn nhân còn lại là cháu trai của người phụ nữ này. Sau đó qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện thời điểm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, có một người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng trọ của ba nạn nhân, đó chính là Phan Văn Quang. Phan Văn Quang, tên thường gọi là Chín, thường trú tại tỉnh Long An nhưng đã đi xa quê hương và sống lang thang 10 năm nay. Đặc biệt, người này chỉ còn một ngón ở bàn tay phải và hai ngón ở bàn tay trái và dáng đi khập khiễng nên rất dễ nhận diện. Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phối hợp đã bắt được Phan Văn Quang vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và dẫn giải về Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh bước đầu, Phan Văn Quang đã thừa nhận có mặt tại hiện trường và thực hiện hành vi đốt phòng trọ. Và qua cái điều tra ban đầu thì cho thấy là việc vụ cháy xảy ra là do đốt, do tưới xăng vào và đốt, thì khi mà lửa đốt cái thì nó bùng rất nhanh, tức là bùng rất nhanh, và cái hai cháu bé thì khi đó là nằm ở phía trên gác, thì với diện tích cái phòng trọ chỉ có 12 vuông mà khi mà nó xăng nó đã chảy vào đầy, nó bùng nhanh thì nó gần như là đối tượng, cái nạn nhân là ngạt khói ngay và không có kịp và những lúc trong đêm nó nghe giấc ngủ nhưng mà gần như không nghe kiểu, thì người dân xung quanh đó thì người ta cũng nghe thấy tiếng nổ, tức là phát nổ là xăng nó bùng lên và tiếng gây ra tiếng nổ, cái là cũng sang ngay dập lửa, nhưng mà đúng nạn nhân là có thể là lúc đấy là do ngủ và không biết mà nhìn và chết ở chỗ luôn. Theo lời khai ban đầu, nghi phạm Phan Văn Quang cũng làm nghề buôn bán trái cây và thường đưa trái cây cho nữ nạn nhân đi bán từ tháng 3 năm 2020 đến nay. Nguyên nhân động cơ gây án là do mâu thuẫn cá nhân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án giết người và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang.